Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Usport Channel. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tạm thời không nói về những cái kỹ thuật cá nhân nữa, mà sẽ đến với một cái vấn đề mang tính đồng đội hơn. Bởi vì suy cho cùng thì bóng đá vẫn là một cái môn thể thao đề cao tính tập thể. Và dù cho một cá nhân có xuất sắc đến như thế nào, mà cái hệ thống của đội bóng cũng như là các đồng đội hoạt động không tốt thì cũng sẽ rất khó để có thể giành được những chiến thắng. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những cách để có được một trận đấu tốt hơn cùng với các đồng đội. Chúng ta sẽ đến với yếu tố đầu tiên, đó chính là sự giao tiếp với nhau giữa những người đồng đội. Tất nhiên là chúng ta cũng sẽ có những cái trường hợp là những người đã thi đấu với nhau rất là nhiều, chơi bóng cùng nhau trong cả một khoảng thời gian dài và có cái sự ăn ý nhất định với nhau. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn phải hiểu rằng khi mà thi đấu ở trên sân thì nhiều cầu thủ khác nhau sẽ là những cái cá thể khác nhau và sẽ có những cái suy nghĩ riêng biệt. Và dù có hiểu nhau đến mấy thì cũng không thể đạt đến cái mức giống như là khi mà chúng ta chơi game và một mình chúng ta phải điều khiển 11 cầu thủ ở trên sân. Đó là một cái thể thống nhất. Còn đây là không, chúng ta sẽ thi đấu với những người khác nhau và ít nhiều chúng ta cũng sẽ có những cái tình huống mà cần phải có sự giao tiếp, liên lạc để cái quá trình vận hành và quá trình chơi bóng của chúng ta được diễn ra một cách tốt nhất. Có rất nhiều tình huống mà chúng ta cần phải thông báo bằng lời nói để giúp cho đồng đội có được một lựa chọn xử lý bóng tốt hơn. Ví dụ như là khi mà đối phương âm thầm áp sát từ phía sau mà đồng đội không thể quan sát được. Hay khi có những vị trí thuận lợi, những cái khoảng trống có thể lấp vào trong cả phòng ngự lẫn tấn công, người có cái vị trí quan sát tốt hơn hoặc là nhạy cảm chiến thuật hơn có thể chỉ đạo hoặc ra hiệu cho đồng đội di chuyển tới cái vị trí đó. Việc giao tiếp với đồng đội không chỉ giới hạn trong việc nói chuyện, hò hét mà chúng ta còn có thể sử dụng ngôn ngữ cơ thể như ra dấu bằng tay hoặc cả bất kỳ một cái dấu hiệu ngầm nào mà chúng ta đã thỏa thuận với nhau trước đó. Yếu tố thứ hai mà chúng ta cần phải nắm được đó chính là sự thấu hiểu lẫn nhau giữa các đồng đội. Cái sự thấu hiểu ở đây có thể hiểu là chúng ta có thể biết rõ những cái thói quen, những cái điểm mạnh, điểm yếu của đồng đội, hoặc là những thứ đơn giản hơn như là chân thuận hoặc là cái sở trường về tốc độ hay là kỹ thuật. Đây là một cái điều hết sức là cơ bản hoặc là đơn giản thôi, tuy nhiên là thật sự là không có nhiều người chú ý đến nó. Ví dụ như khi đồng đội thuận chân phải thì chúng ta có thể thực hiện những cái đường truyền hướng đến phía chân thuận của họ để khi mà nhận được bóng thì họ sẽ không phát sinh thêm những cái động tác chặn giữ hoặc là đổ trụ để làm chậm nhịp lên bóng. Hoặc là khi đồng đội không có được một tốc độ đủ tốt thì chúng ta nên có những cái đường truyền hướng thẳng vào vị trí của họ thay vì đưa ra những cái đường thả bóng dài khiến cho đồng đội bất lợi trong việc giành quyền kiểm soát bóng. Yếu tố thứ ba mà chúng ta cần chú ý tới đó chính là cái khả năng đốc thúc, thúc đẩy cái sự nỗ lực của đồng đội. Cho dù là đang thắng hay đang thua thì cái sự quyết tâm cũng như là cố gắng từ mọi thành viên trong đội là rất cần thiết. Tất nhiên là sẽ có những người mà họ đã mang sẵn trong mình một cái bầu nhiệt huyết và cố gắng xuyên suốt trận đấu. Tuy nhiên là có một số khác thì họ sẽ cần một chút lửa mồi để có thể cháy hết mình được trong trận đấu. Và khi đó cần có vai trò của một cái người đốc thúc và châm mồi. Chúng ta có thể dùng cách đơn giản nhất là dùng lời nói để kêu gọi đồng đội cố gắng hết sức mình. Tất nhiên là theo một phương cách khác thì cũng sẽ có những người mà họ sẽ trầm tính hơn, ít nói hơn. Họ sẽ có thể lựa chọn một cái phương pháp khác để có thể kích thích đồng đội. Đó chính là dùng cái sự cố gắng nỗ lực và cái kết quả chơi bóng trực tiếp của mình để đem lại những cái kết quả thuận lợi cho đội và để thúc đẩy tinh thần của đồng đội lên cao. Từ đó mọi người sẽ có một cái điểm tựa tinh thần để chơi tốt hơn. Có thể lựa chọn giữa hai cái phong cách này. Phù hợp với tính cách của bạn thì bạn sẽ có thể chọn một trong hai. Và nếu như mà có thể kết hợp được cả hai lại thì càng tốt. Vừa rồi là một vài lời khuyên mà mình nghĩ là nó sẽ không quá là phức tạp hay là xa lạ gì đối với những người chơi bóng. Tuy nhiên thì phần đông chúng ta lại chưa thực sự chú ý, lưu ý để thực hiện nó một cách bài bản và chính xác. Thì hy vọng là sau cái video ngày hôm nay thì các bạn có thể sẽ trao đổi với đồng đội nhiều hơn ở trên sân, có thể
nói chuyện với nhau nhiều hơn để hiểu biết được những cái điểm mạnh điểm yếu của đồng đội mình, và sẽ có được một cái tinh thần thi đấu tốt hơn, hợp tác hơn trong sân để có thể đem về những chiến thắng cho đội bóng của mình. Video ngày hôm nay thì đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy luôn ủng hộ mình bằng việc bấm like, share video cũng như là bấm nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video trong tương lai của bọn mình. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.